Làm là khổ. Ôi dồi, 60 tuổi vẫn phải đi làm khổ thế, con cái đâu? Ôi dồi ôi, 70 tuổi vẫn phải đi làm khổ thế, thế con cái cháu chắt đâu? Mà 70 tuổi cụ vẫn phải đi làm thế. Không, chúng ta phải làm. Đừng định nghĩa làm là khổ. Làm là hạnh phúc vô cùng. Có 3 thứ không dùng thì mất, càng dùng càng có. Các anh chị, có 3 thứ trong cuộc đời này không dùng thì mất, càng dùng càng có. Đầu tiên đó là cơ thể này. Các anh chị comment đi ạ. Đầu tiên đó là cơ thể này. Không dùng thì mất, càng dùng càng có. Cứ không chịu dùng cái cơ thể này, lười tập thể dục thì mất cơ thể này ngay. Cứ nằm bấy người đấy, thử xem 5 ngày nằm bấy xem còn cơ bắp không, còn sức khỏe không. Càng dùng càng có, càng luyện tập, càng thể thao, càng dùng cơ thể, càng dùng càng có. Cái thứ nhất là cơ thể. Thứ hai, tâm trí này. Không dùng thì mất, càng dùng càng sắc, càng dùng càng có. Đấy là tâm trí của chúng ta. Và điều thứ ba là tài năng. Tài năng của bạn. Không dùng thì mất, càng dùng càng có. Tài năng của bạn, bạn càng dùng, bạn càng giỏi về tài năng. Thế thì mình cũng bị cài đặt là gì? Làm là khổ. Ôi dồi, 60 tuổi vẫn phải đi làm khổ thế, con cái đâu? Ôi dồi ôi, 70 tuổi vẫn phải đi làm khổ thế, thế con cái cháu chắt đâu? Mà 70 tuổi cụ vẫn phải đi làm thế. Không, chúng ta phải làm. Đừng định nghĩa làm là khổ. Làm là hạnh phúc vô cùng. Sự sáng tạo, sự bứt phá được tạo ra từ lao động. Từ lao động. Nhưng mà phải tận hưởng được cái công việc đấy cơ. Phải tận hưởng được công việc đó. Và khi bạn tận hưởng được công việc đó thì bạn không còn gọi là đi làm nữa, mà đấy là đi chơi, đấy là đi tận hưởng. Giống như tôi đây này, tôi đang giảng bài cho bạn. Bạn bảo thế ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ hay ngày gì thế không đi chơi đi, đúng không? Đây là đi chơi đây. Đi chơi này. Đang đi chơi này. Đang tận hưởng này. Vẫn được nghe nhạc, vẫn được trò chuyện này. Và khi bạn đạt đến cái level đó thì không còn phải đi làm nữa. Nên cái đỉnh cao nhất của tự do là tự do tâm trí. Và có một số ít những người tỉnh, những người tỉnh thức, họ có một vùng đất. Và vùng đất này gọi là vùng đất tự do tâm trí, vùng đất hạnh phúc. Và rồi họ cứu những người ở đây bước qua đây. Và tôi cũng là người được cứu từ cái vùng bị cài đặt này, vùng u mê này. Đây mình gọi là cái vùng u mê nhé. U mê. Và chúng ta chơi game với nhau. Chúng ta chơi game với nhau. Bực người này, khó chịu với người kia. Đấy là chơi game đấy. Chơi game với nhau hoài mà mình không biết đấy. Mình bị u mê đấy. Nên là có số ít những người tỉnh thức. Và rồi lại tiếp tục cứu những người khác. Bước ra một cái vùng đất. Vùng đất này được mang tên là vùng đất hạnh phúc. Vùng đất này được mang tên là vùng đất tự do tâm trí. Là chính mình. Tự do tâm trí, vùng đất của sự hạnh phúc. Từng khoảnh khắc hạnh phúc, từng khoảnh khắc. Vậy thì tự do tâm trí là gì? Cô Lanh sẽ giải thích cho các anh chị nhé. Bắt đầu hiểu chưa? Nghe được không? Nghe ổn không? Tôi không hỏi âm thanh nhé. Mới tôi hỏi bạn nghe thì bên trong bạn có ổn không? Bạn có nghe được cái thông điệp tôi truyền tải cho bạn không? Nếu mà nghe ổn thì comment là, nếu mà hiểu nhé thì comment là tôi hiểu.
Hay lắm cô à, thế ạ. À? Nếu mà hiểu thì comment là tôi hiểu nhé. Nếu mà chưa hiểu thì comment là bối rối nhé. Bối rối. À, bối rối cũng ổn thôi, không sao cả. Bởi vì bối rối là phát triển. Bối rối là bạn chuẩn bị làm hoặc lĩnh hội cái điều gì đó mới mẻ mà bạn chưa từng làm. Nên là nếu mà hiểu thì comment là tôi hiểu. Còn nếu mà bối rối, chưa hiểu thì comment là bối rối. Còn có những anh chị thì comment là rất hay cô ạ. Thì tôi chúc mừng các anh chị. Khi mà các anh chị lĩnh hội được trí tuệ này, không nhiều người đâu ạ. 1% người lĩnh hội được trí tuệ này thôi nhá, các anh chị nhá. 1% người lĩnh hội được trí tuệ này thôi. Và khi tôi lĩnh hội được trí tuệ này, tôi cũng không ngủ được. Khi tôi lĩnh hội được trí tuệ này, hai hàng nước mắt tôi cũng rơi. Tôi cũng khóc trong hạnh phúc đấy, các anh chị. Tuyệt lắm. Nào, bây giờ mình xem thế nào là tự do tâm trí. Tự do tâm trí giống như là nhà sư qua đò mà nói chuyện với cô ấy một cách rất là thoải mái. Và sau đó thì cô ấy nói là mỗi người một đồng nhé. Nhưng mà riêng ngài thì không phải trả đồng nào cả. Khi bạn tự do tâm trí thì bạn cũng sẽ không phải trả phí cho cuộc đời này nữa. Cái phí mà nhà sư trả cho cô gái ấy, chính là cái phí mà mình sẽ phải trả cho đời này đấy. Nên là mình càng cõng nhiều thì mình phải trả phí càng đắt, các anh chị. Mình càng cõng nhiều thì mình càng trả phí càng đắt. Chính là cái phí mình trả cho cái cuộc đời này. Còn khi mình tự do tâm trí thì chả phải trả phí gì nữa rồi. Thậm chí được không, đúng không? Được không luôn đấy, các anh chị à. Đây, ta đây. Chúng ta bị cảm xúc tiêu cực kìm hãm mình, để mình không là chính mình. Đó là những cảm xúc gì? Đó là cảm xúc sợ hãi. Sợ hãi. Đó là cảm xúc tức giận. Đó là cảm xúc buồn. Đó là cảm xúc tội lỗi. Tội lỗi. Và đó là cảm xúc ghét bỏ. Đây là 5 cảm xúc tiêu cực. Và 5 cảm xúc tiêu cực này, nó có năng lượng rất thấp. Nó có năng lượng yếu đuối. Nên nếu như bạn để nó ngự trị bên trong bạn, thì cái cảm xúc, những cái cảm xúc này ngự trị bên trong bạn, thì bạn mang cái năng lượng tiêu cực, bạn mang cái năng lượng yếu đuối đó. Và năng lượng yếu đuối thì làm sao làm được cái gì, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì mang theo những cái cảm xúc này, thì đấy gọi là ngục tù tâm trí. Khi bạn làm bất cứ điều gì, bạn mang theo những cảm xúc này, sợ hãi, tức giận, buồn, tội lỗi, ghét bỏ, thì bạn đang bị ngục tù tâm trí, các anh chị. Đây chính là trạng thái của sự ngục tù. Ngục tù tâm trí. Vậy thì tự do tâm trí là gì? Có người thì định nghĩa như thế này. Một học viên của tôi định nghĩa như này về tự do tâm trí. Cô ấy nói rằng tự do tâm trí là được làm những việc mình thích trong một trạng thái hiện hữu hạnh phúc. Và rồi sau khi mà tôi coach cho cô ấy, thì cô ấy đã bắt đầu đưa ra một cái định nghĩa đúng. Tự do tâm trí là làm những việc đúng, làm những việc đúng trong trạng thái hiện hữu hạnh phúc. Làm việc đúng. Việc đúng trong trạng thái hạnh phúc. Thì chúng ta gọi đây là tự do tâm trí. Và tự do tâm trí có nghĩa là bạn được là chính mình. Bạn không còn phải dùng kỹ thuật để sống nữa. Là chính mình nhé.
bạn ở đâu bạn cũng được là chính mình. Bạn không còn phải dùng kỹ thuật để đối đãi với nhau nữa. Bạn không còn cần dùng kỹ thuật để sống nữa. Ví dụ như này, nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.